lương cao hơn Viettel. À đợt này chú làm quay lại làm Viettel được đấy. Nó khoán cho. Ấy. Nó khoán cho thao hồ mấy. Làm máng này thôi. Tháng chục triệu thôi. Nó chạy nhiều. Làm máng này không được nữa thì lại phải đi vào miền Nam làm máng kia. Bữa đi tới Nam nó ở bác. Quang trong miền Nam. Cắt hết cho nó kéo nó gòn không phải xa như mình đâu. Ở đây thì kéo tầm 600-700 mét thôi. Mẹ tôi nó bị dẻo. Tôi lọc nhi đi ra lọc của người chết đấy. Ngang vượt tiền sang đấy. Cái kia mẹ gần gần 3.000 thuê bao sát sát nhau không người. Nhưng mình đâu. Ở trong đấy nó gần. Cái sát sát nhau đấy. Ở đây nhiều. Đi xa rồi mấy trăm mấy cây số. Nghe bảo 3.000 thuê bao từ là vương bảo ra vào là xí sửa thì mẹ có cái một đi ra đi vào thì mẹ nửa đường nó bảo thêm cái nữa ấy chị. Hello mọi người ạ. Chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của em. Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi xử lý một thuê bao còn kém. Cái thuê bao còn kém thì được định nghĩa như nào? Tức là cái tín hiệu mà chuẩn là phải lớn hơn âm 25 mọi người nhé. Âm 25 dB đến dao động từ âm 17 dB đến âm 25 dB. Đây là tín hiệu đạt trong cái ngưỡng của quang của nhà mạng Viettel. Và những cái thuê bao được gọi là quạt kém là những cái thuê bao mà nó có tín hiệu âm nhỏ hơn so với âm 25. Ví dụ âm 27 này, âm 28, âm 29, âm 30, âm 31, âm 32, âm 33, 34, 35. Đấy là những cái thuê bao được gọi là quạt kém. Cái nguyên nhân của quạt kém này thì nó hiện nay thì nó có 3 cái nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là những cái điểm nối, điểm hàn của anh em. Hàn nó bị suy hao. Nối cáp nó bị suy hao. Hoặc là ở miền núi này thì cũng bị tình trạng là kiến cắn. Không biết con gì nó cắn nhưng mà nó gây, nó có một cái lỗ rất tròn ở trên cái cáp quang và dẫn đến bị suy hao cáp quang. Và cái đấy thì phải có máy đo mới biết chính xác được cái điểm suy hao đấy mọi người nhé. Này Lan đi ạ. Vâng, đang xử lý đây rồi anh ơi. Vâng. Đây có cái sự cố khách hàng bạc là mình phải, nó rất là quan trọng đối với sự cố của tịch. Nếu mà mình làm không đạt 3 giờ thì nó rất là nguy hiểm. Cái đây là thuê bao quạt kém đấy. Những cái điểm nối, điểm hàn này cáp bị hoặc là cái nữa là do modem anh em ạ. Đợt này modem nó hay bị lỗi quá. Hàng đây. Ba ơi.
Ba ơi. Đợt trước là họ bắn tôn đây. Bắn tôn ở đây hay bị gấp ở đây. Ê nhờ, em kêu plan là cái wifi. Mất là bị bò vậy. Bị ấy nhờ. Cái bì lại cho em bao cho vai nữa nói. Quan họ người ơi, tương tư mà chim sao sẽ chỉ luôn kim tiếc thương chàng từ lâu. Ở đây có một cái điểm nối anh em, hay là nó bị đầy nhỉ? Đây vừa mới sắm quả máy đo này, đi mất một tháng lương anh em. Tín hiệu này âm 21 này, ngon này. Đo ngược về thôi. Này gấp ở đây này. 3 mét. 8 mét. Diên BV10. Tín hiệu 21, ở đây tín hiệu 21 mà về nhà là lại âm. Nếu không được thì mình sẽ cắt ở cái điểm này. Nhà khách hàng này đợt trước là cũng bị đợt trước là khách hàng bắn lại cái máy tôn này. Đây mình sẽ bấm là cái đầu phát ở đây ạ. Hoặc có thể do cắm ở trong một em nó bị suy hao anh em. Cái thiết bị 421 đợt cấp vừa bây giờ thì nó suy hao rất là kinh. Nó suy hao 10 dB luôn. Sợ thật.
có ba cái nguyên nhân chính nhé. Thứ nhất là cái điểm nối, ví dụ như những cái điểm nối như này này là nó bị suy hao, hoặc là trên cái bản thân của cái cáp đấy nó bị suy hao. Và thứ ba nữa là do modem, hoặc là cũng có nhiều nhà mà khi làm việc ấy, chuyển modem cắm không chặt, hoặc là buộc cáp quang này, buộc lại giống buộc như kiểu dây điện, là nó rất hay bị suy hao cái cáp. Nếu mà ở đây không được thì mình sẽ về nhà, chắc chắn là nó bị nhà. Tín hiệu 32,21. Nó bị nhà rồi nhé. Quan họ người ơi, tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim tiếc thương chàng từ lâu. Ở đây thì không bị nữa. Ê ơi, em vào trong nhà nữa cơ ơi. Em vào trong nhà đi nữa, ngó lại nó. Ok, án hết đây nhỉ.
Hôm nay đang đi clone chưa anh? À. Chưa còn. Em không còn lại. Có đây nè. Bảo ăn chưa? Làm nhầm nhà anh em ạ. Nhà này mới đúng này. Anh kiếm ta là cái wifi. Bớt chuyến này này bớt. Có chuyến này wifi cái nào không? Đâu nào? Nay chuẩn bị đám cưới à? Mát bình thôi. Nó hòa giải luôn. Chuyên đi chuyên lại máy ở đây. Cái đồ ép lòng đúng không? Đây chuyên là cái đi hả? Kéo buộc đây lên nhỉ? Nó mua một quần nết này ông tốt. Sao quần à? Vương ấy đốt cầu ông la chứ. Cháu vào đột lên chứ. Con diễn hay luôn là ra tử luôn đó không ạ? Đợt lắm mấy giờ bà đứa đi đó. Chị giờ đây mới học luôn chứ nó. Học ăn luôn à. Đấy, ngon ngay. Buộc. Bắt đầu rồi. Đấy giờ. Hai tư. Đây. Cái đông mà không hướng nó nghĩ gì mà đậu lại luôn rồi. Gọi ông hữu nó. Gọi hữu nó là. Nữa nó chưa uống nào. Hả? Ờ có Facebook lên rồi. Ta còn nữa. Ta bố đi. Đi dây long quăng luôn. Chuẩn bị đám cưới à? Dạ. Giờ này chẳng nhiêu không? Thế nha. Chị này thảm vô giòn đấy. Mưa mùa dơ vừa ăn ơi. Gió mới vừa bón. 22 tí niệu 22 rồi nhá. Đây, đây, đây là sản phẩm của thầy tốt đây này. Lâu lắm mới gặp thầy tốt. Bây giờ lại chuyển sang mảng sự kiện. Bây giờ uống là phải coca chứ không uống nước chè như anh em đi làm. Chết thật. Công ty của thầy tốt mà để suy hao như này thì chết. Thank you.
chuyên nghiệp phết rồi nhỉ. Hai năm rồi mới gặp lại thầy Tốt này. Chào con. Thầy giờ lại đi làm mạng sự kiện rồi này. Lương cao hơn Viettel. À đợt này chú làm quay lại làm Viettel được đấy. Nó khoán cho. Ấy. Nó khoán cho thao hồ mấy. Làm mạng này thôi. Tháng chục triệu thôi, nó chạy nhiều. Làm máng này không được nữa thì lại phải đi vào miền Nam làm cái máng kia. Mới đi tới Nam đó hả bác? Quang trong Việt Nam. Cắt hết luôn. Trong kéo nó gần, không phải xa như mình đâu. Ở đây thì kéo vào tầm 600-700 mét thôi. Mẹ tôi một vinh dẹp. Từ lọc xí nhi đi ra lọc của người chết đấy. Ngang vượt tiền sang đấy. Gần 3.000 thuê bao sát sát nhau không có người như mình đâu. Ở trong đấy nó gần. Sát sát nhau đấy. Ở đây nhiều. Đi xa mấy trăm mấy cây số. Nghe bảo 3.000 thuê bao từ là Vương bảo ra vào làm xí sửa thì phải có cái một. Đi ra thuê bao thì mẹ nửa đường nó phải bảo thêm cái nữa. Vâng, số bức em plaque cái wifi trong đấy. Cho chăn bạc với xuống đây xin phép bác ấy. Đi đây. Ok anh ơi. Chào bà con nhé. Anh ăn dỗ hơ. Ăn đó, anh đi xào vai nữa. Cái này con bào nhông nha vai này. Biết tướng, nhớ nhông. Nhà vai nhà nó dùng giờ. Dùng à? Thằng dùng. Xử lý là sai cái đường dây anh em ạ. Đường dây đấy là của nhà này. Còn cái nhà mà bị bật kém này thì thằng em mình ấy, thầy Tốt wifi đấy. Tức là di chuyển modem cắm nó bị lỏng. Cắm bị lỏng cho nên là nó bị suy hao bật kém. Mình sẽ quấn lại cái điểm này. Nó không phải bị ở chỗ này mà nó bị ở trong nhà. Mình lúc nãy mình nhầm.
chế tuyển dụng nhân viên như anh em, như anh em dây máy bây giờ thì nó không cần bằng cấp nữa mọi người nhé, cho nên là anh em cứ phải có sức khỏe này, chịu khó và biết việc là được. Nhưng mà cái chế độ đãi ngộ thì nó không được nhiều. Bây giờ tuyển dụng là giống như hộ kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh thì anh em cứ đi làm được bao nhiêu thuê bao này, hoặc là quản lý được bao nhiêu thuê bao để anh em ăn cái tiền lương như vậy. Anh em học xong 12 anh em có thể đăng ký để làm việc tại Viettel như anh em bọn em, nếu có anh em nào đam mê công nghệ. Trên đây là cái quá trình mà đi xử lý thuê bao vật kém anh em ạ. Và cái nguyên nhân chính là thằng em của mình là di chuyển modem trong cắm ở cái khu đấy nó bị lỏng, với lại cho nên là nó bị suy hao đấy ạ. Lúc nãy mình tín hiệu 22 này, tín hiệu check thực tế là 22, cắm lỏng mà nó bị suy hao đến 10 dB anh em ạ. Em kia cứ kêu là mạng yếu, không chơi được F88 F88 nhà cái số 1 Việt Nam, à thế giới, chuẩn bài luôn. Bây giờ cơ chế của Viettel tuyển dụng thì nó rất là dễ, cho nên là anh em nếu mà đam mê thì anh em có thể liên hệ với giám đốc trung tâm quận huyện để có thể đăng ký để cùng đồng hành với Viettel. Bây giờ anh em quản lý tầm 1.200 thuê bao thôi, đầu tư lấy cái máy đo nữa, nói chung là đồ đạc rơi vào tầm 10 triệu, máy đo điểm đứt 6 củ, dao cắt ngon 3 củ nữa, 9 kìm tuốt, ui phải còn thang nữa chứ, thang này 3 củ này, dao cắt sợi quang 3 củ này, 6 máy đo điểm đứt luôn anh em nhé, máy đo sóng 6 triệu thành 12 rồi. Mấy cái đồ lặt vặt nữa, túi kìm chuốt này, kìm bấm mạng này. Đấy, mấy thứ linh tinh nữa chắc là phải rơi vào tầm 15 triệu. Nhưng mà gọi là đồ ngon đấy. Tầm 1 tiếng nữa mới đi vào. 1 tiếng nữa em mới vào được anh ạ. Anh cứ làm đi, tí em vào. Bốc máy á. Chút ạ. Dưới đấy mất điện này anh. Em đang làm ở đây thì cứ chờ đi, có vội đâu đúng không? Hay là nó đang mất điện. Chào mọi người nhé, hẹn là mọi người ở video tiếp theo.